Lầu Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, chương trình thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Làm vì xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Thật ngỡ ngàng, do thái cô lập Bethlehem như Trung Quốc cách ly vũ hán. thưa quý vị và anh chị em, trong một diễn biến đáng buồn, thành phố Bethlehem ở Tây Ngạn đã bị cô lập khi các trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên tại Palestine được phát hiện ở đó và chính quyền đã công bố tình trạng khẩn cấp. Bộ trưởng Y tế Palestine Mai el Kala cho biết tính đến nay, tổng cộng đã có 16 trường hợp nhiễm coronavirus được phát hiện ở Tây Ngạn, bao gồm 9 trường hợp ở Bethlehem. Wafa, hãng thông tấn, chính sức của Palestine cho biết như trên. Bộ quốc phòng Israel cho biết họ đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với Bethlehem và mọi người bị cấm không được ra vào thành phố này. Họ nói thêm rằng việc cô lập này đã được áp đặt với sự phối hợp của chính quyền Palestine, gọi tắt là PA. Israel kiểm soát tất cả các lối vào Tây Ngạn, nhưng PA có trụ sở tại Ramallah vẫn còn những quyền tự chủ ở các thành phố, mặc dù có những hạn chế nhất định. Thủ tướng Palestine Mohamed Stay cho biết tình trạng cô lập sẽ kéo dài trong 30 ngày và nói rằng các biện pháp là rất cần thiết để ngăn chặn căn bệnh này. Tất cả các việc đi lại giữa các miền trong lãnh thổ Palestine bị cấm, trừ ra trong các trường hợp tối cần. Đồng thời, tất cả các trường học và các cơ sở giáo dục sẽ phải đóng cửa, ông nói. Steyer cho biết thêm, các công viên công cộng và các địa điểm du lịch sẽ đóng cửa trong khi các sự kiện thể thao lớn, hội nghị và các cuộc tụ họp lớn khác đã bị hủy bỏ. Với lệnh cấm kéo dài đến giữa tuần thánh như thế này, các tu sĩ dòng Francisco quản thủ thánh địa âu lo rằng sẽ không có bao nhiêu khách hành hương đến được thánh địa trong mùa chay và dịp lễ phục sinh năm nay. Các đường phố Bethlehem và Ramallah gần như trống rỗng trong những ngày này với hầu hết các cửa hàng phải đóng cửa mặc dù các quan chức bảo dân chúng giữ bình tĩnh một số người đã có các biểu hiện hoảng loạn họ dự trữ thức ăn nước uống và làm sạch đồ đạc vì sợ rằng việc cô lập sẽ diễn ra trong một thời gian dài các nhân chức cho biết một số khách du lịch đang ở thăm bethlehem thật sự rơi vào tình trạng hoảng loạn họ đang cố gắng vượt qua các trạm kiểm soát của quân đội do thái để đến jerusalem ngõ hầu có thể trở về quê hương Bộ Y tế Palestine cho biết các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện tại một khách sạn ở khu vực Bethlehem. Người đứng đầu ban giám đốc y tế địa phương, Ahmed Shahadeh, nói với AFP rằng một nhóm khách du lịch Hy Lạp đã đến khách sạn vào cuối tháng 2 và hai người sau đó được chẩn đoán nhiễm virus. Một số trường hợp nghi ngờ trong số các công nhân khách sạn cũng đã được xác định là nhiễm coronavirus. Nhà thờ Chúa Giáng Sinh được xây dựng trên địa điểm mà theo truyền thống là nơi sinh của Chúa Giêsu đã bị đóng cửa vào ngày thứ năm năm tây tháng 3. Các địa điểm khác, bao gồm cả nhà thờ thánh mộ cách Bethlehem 25 cây số về phía bắc, có nhiều khả năng cũng sẽ bị đóng cửa trong vòng một tháng. Aspet Balian, giáo sĩ của giáo hội Armenia tông truyền tại nhà thờ Giáng Sinh cho biết những vị khách nhiễm bệnh đã vào thăm nhà thờ này. Isa Lesajian một linh mục khác của Chính thống giáo Hy Lạp tại nhà thờ Chúa Giáng Sinh cho biết, nhà thờ đã được khử trùng. COGAT, cơ quan của Israel chịu trách nhiệm về các hoạt động dân sự trên lãnh thổ Palestine cho biết, họ đã hợp tác chặt chẽ với chính quyền Palestine để ngăn sự lây lan của dịch bệnh. Tất cả các xe buýt du lịch đến và đi từ Bethlehem đều bị cấm cho đến khi có thông báo mới, phát ngôn viên cảnh sát Israel nói thế. Theo thẳng tin AFP, khoảng 20 xe buýt đã bị mắc kẹt tại một trạm kiểm soát của Israel tại lối vào Bethlehem, cách Jerusalem khoảng 10 cây số về phía nam. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới lầu đế tua Jesus Christus ngợi khen chúa giêsu kitô